Ok, chào anh em. Thì tự nhiên Free Fire nó hotbox hiệu năng rồi anh em ơi. Nhìn FF nè, 90 FF rồi. Đấy. Ok, thì tự nhiên Free Fire nó hết fit hiệu năng. Có một cái thanh niên nên báo cho mình biết. Cảm ơn Free Fire hết bị bóp hiệu năng, đã quay trở lại mượt như xưa. Mọi người vô đây tắt nữa này. Cài đặt này, app này, nút cài đặt này, phóng to lên cho mọi người xem, nút cài đặt này, kéo lên này. Quyền truy cập đặc biệt tối ưu hóa pin, chọn không tối ưu hóa nữa. Giờ nó mới mượt này, làm như đèn để mượt à, thì là như này này. Vào cái nơi mà bạn để cái phần này nhá, cái phần blue status nè, blue status nx nè, cái mở cái này thì mình bấm chuột phải open with, chọn cái mục choi app này rồi lựa nè đó, xong vô đây bấm control f chạy cái này để chậm chậm. Chỉnh cái này là 900 FPS 100, 101, 100. Ui rồi ơi bạn ghê đấy. Ui rồi ơi bạn ơi, bình tĩnh đi nào. FPS cao phết. Trời ơi bạn ơi, đi đâu vậy? Đây có chạy vô được đâu. Trời, thánh chất. Anh em xem mình chơi đối kháng luôn nha. Ok, một sao. Mình sẽ lấy 3 sao cho mọi người xuống. Chà, 3 sao.